Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần DB và Cuộc Sống Ở Nhật. Thì mọi người ơi, cứ hàng năm vào mùa thu như thế này thì những cái khóm hoa được gọi là hoa cúc nha mọi người. Hoa cúc này ở Nhật là một loại hoa cúc mà ăn được thì người ta dùng để mà người ta nhúng lẩu người ta ăn. Cho nên hôm nay thì nó lên một bụi này và một cái bụi vàng kế bên. Đây, năm nay thì bụi màu vàng này nó lên chỉ có một vài cọng leo que vậy thôi mọi người. Cho nên hôm nay thì mình sẽ tranh thủ mình hái để mà mình vô mình nhúng lẩu mình ăn nha. Nó thì có một cái mùi thơm nha mọi người. Mùi thơm của nó thì mùi thơm thoang thoảng nha. Đó, đây, nó rất là đẹp luôn mọi người. Mình hái cái, bỏ vô cái rổ nè. Cái nào mà nó nở nở thì mình bắt đầu mình ăn được nha. Còn cái nào mà nó chưa có nở thì Quỳnh để lại nha. Mốt mình đem vô nhà mình chưng cũng được nha. Bông này bây giờ thì bắt đầu nó rộ rồi mọi người. Nó chỉ có đúng vào cái mùa này thôi nha. Đẹp quá mọi người, thơm nữa. Thì ở đây thì Quỳnh có là một ít là cái bông tai tượng nha mọi người. Bông này Quỳnh nghe nói là rất là ngon luôn, cho nên hôm nay Quỳnh hái vô Quỳnh nhúng lẩu luôn nha. Hôm bữa có nhiều bạn nói Quỳnh sao Quỳnh không ăn cái bông này đi mà Quỳnh ăn cái lá chi cho nó già. Cho nên hôm nay đó là lý do Quỳnh quyết định Quỳnh sẽ nấu thử cái bông mình ăn thử nha. Tại vì ở bên Việt Nam Quỳnh cũng chưa có ăn thử cái bông này lần nào hết trơn. Hái nguyên cái cành thì hái làm sao ta, hay là hái cái bông thôi mọi người? Hái cái bông. Rồi bây giờ thì Quỳnh chất hải sản ra nha. Mâm hải sản của Quỳnh hôm nay thì gồm có một số loại đặc trưng nha. Cái này hay còn gọi là tinh hoàng cá tuyết nha. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ mở tinh hoàng cá tuyết ra luôn nha, cho mọi người xem là cái tinh hoàng cá tuyết ở Nhật thì nó như thế nào nha. Đây, phía trong nha mọi người, nó giống y như là cái ốc heo nha. Đó, rồi mình để nó ra nha. Tiếp theo luôn bên đây thì hôm nay là cái tinh hoàng cá tuyết này thì Quỳnh mua 2 hộp để mà mình về mình ăn cái lẩu của Nhật nha. Mùa này là trời lành lạnh nè, ăn thì nó bao phê luôn nha. Đây, ôi nó chảy rồi mọi người. Đó, rồi tiếp theo bên đây thì Quỳnh chuẩn bị là hoa nha. Hoa này hồi nãy Quỳnh mới hái ở ngoài sân nè, Quỳnh vô Quỳnh rửa rồi nha mọi người. Hoa vàng cũng như là hoa tím luôn nha. Và ở đây á thì là Quỳnh có là cái hoa màu vàng này Quỳnh mua trong siêu thị rồi nha, để mình về mình ăn nha mọi người. Đây, cái hoa trong siêu thị là hoa cúc vàng. Cái loại này nè với cái loại này của Quỳnh á là hai cái nó khác nhau nha, nhưng mà đều ăn được nha. Rồi màu vàng này thì Quỳnh tém nó qua bên đây đi. Trời ơi, nó nở y như là cái bông vạn thọ mà nó đẹp, nó thơm ơi là thơm luôn mọi người, thơm ơi là thơm luôn. Thì hoa này nè mọi người, thì người ta làm sạch sẽ rồi, bây giờ mình về mình chỉ bỏ ra mình ăn thôi nha. Quá đẹp luôn mọi người, quá đẹp. Ôi nó nhiều quá mọi người, cho nên là bây giờ Quỳnh sẽ tém qua nha. Rồi, mình sẽ đổ tiếp hoa này nha. Cái hoa này
thì là Quỳnh mua trong siêu thị, và ở đây thì nó ghi được là hoa ăn được nha mọi người, biết hoa gì ăn được. Hoa ăn được luôn. Và hoa này thì mình không biết là bên Việt Nam có không nha. Đây, để đổ ra cho mọi người xem nha. Đây. Đó mọi người, mình thấy hình như là hoa này bên Việt Nam là có nè nha. Đó. Trời ơi, một lẫm có chút xíu vậy thôi đó mọi người. Rồi bên đây cũng y chang vậy luôn nha. Đây. Hoa bên đây thì nó khác với cái hoa này một chút nha. Hoa bên đây thì nó bự hơn nha, nó khác hơn một chút nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn thêm được nhiều loại nha. Tém tém qua, bỏ cái hoa này qua lên. Đó, cái loại này thì khác chút xíu mà nó bự hơn xíu nè. Rồi thêm nữa nha mọi người. Đây, thêm một cái nữa là ở đây nó cũng ghi là hoa ăn được, mà hoa này hay còn gọi là hoa cải nha. Màu vàng hơi nhiều ta. Màu vàng hơi bị nhiều. Đây. Ở trong thì nó vẫn còn luôn là mấy cái nhụy búp búp luôn nè. Rồi mình đổ lên đây đi. Cái chỗ này màu trắng nè, đổ lên nhìn cho nó đẹp nha. Đập ngửa lên. Ok. Rồi mình chuẩn bị bếp luôn. Mình nấu nha. Hôm nay thì là Quỳnh ăn là cái lẩu miso của Nhật nha. Thì mình ăn cho nó đúng luôn nha mọi người. Cái bịch này á, thì là mình nấu được từ là hả 3 đến 4 người ăn nha. Là mình cho cái nước súp vô đây. Đó. Rồi bây giờ mẹ bỏ vô nha. Mì từ từ nha. Hào nè, là bắt đầu là tinh hoàng cá. Nung miso, nung miso vậy này. À, nung miso. Nung miso gì sao? Nung miso mẹ không có biết hả? Không, mẹ không biết. Nung miso là ở trong cái đầu đó. À, nung miso ở trong cái đầu. Nung miso ý nó nói là à, sao mẹ ăn cái ốc vậy? Mẹ ăn cái ốc heo á. Cái này không phải nung miso mà cái này là tinh hoàng cá túy. Nung miso là tiếng Việt Nam là cái gì? Ốc heo. Ốc heo là cái gì? Ốc heo là ốc của con heo á. Nhưng mà cái này không phải nồi miso. Nồi miso là tiếng Việt Nam là cái gì? Cái gì? Không, tiếng Việt Nam là ốc của con heo, ốc heo. Hay sao? Là ốc. Tiếng Nhật tiếng là ốc, là não. Nồi miso mà. Nồi miso nhưng mà cái này là nó là con cá chứ không phải là nồi miso, hiểu không? Phải ở trong cái đầu. À, ở trong cái đầu là gọi là ốc. Hả? Ốc. Cái đó là ốc cốt. Ừ, cái đó gọi là ốc. Là bộ não. Nobiso là ở trong đây nè. Ừ, Nobiso là ở trong đó, đúng rồi. Rồi, tiếp theo thì là mình sẽ cho là ở đây hoa vào nha. Đây, đầu tiên là hoa cải nè. Rồi là nấm nè. Rồi là bông cải nha. Bông cải thì lâu chín nha, cho nên mình sẽ cho bông cải vô trước nha. Rồi tiếp theo thì cái phần hoa tùm lum tùm la bên đây nha mọi người. Hả? Bốn hoa hả? Bỏ hoa đẹp quá. Nó không có ngon mà. Sao không biết ngon? Còn cái này thì là hoa tai tượng mà chị hái được á, nhưng mà nó không có được nhiều nha mọi người, nó không được nhiều. Rồi, tiếp đến đây nha. Thì cái hoa này á thì mình coi trên mạng thì người ta sẽ ngắt ra, người ta bỏ vô vậy là đó. Rồi sao lại kêu với mẹ đi. Nè, ngắt cái bông ra. Rồi, ngắt giờ đó, đúng rồi. Đó, ngắt vô. Sao ngồi xích xích vô đây con, xích xích vô đây để cho cô chú các bạn thấy sao. Mẹ cái này hả? Ừ, không, cái này lụm ra con, mày lụm ra nha, rồi ngắt bông vô.
Trời ơi. Đây chị sẽ ngắt bông. Bạn ngắt bông đây con, ngắt này. Rồi. Cho màu vàng vô nha. Tại vì trong thời gian mà mình nấu vậy á thì đồ ăn nó chưa chín á thì mình ngắt bông mình bỏ vô. Nóng dữ. Cô chú á, coi video. Cô chú nói dạo này sao nói tiếng Việt giỏi dữ. Nói tiếng Việt giỏi dữ. Hả? Rồi mình ăn cái bông tím nhà Quỳnh này nha. Bông tím. Bông cúc tím. Cái nồi lẩu quá ải luôn. Đi lấy cái này. Ờ, lẩu đi con. Nồi lẩu quá ải luôn nè. Quá dữ dằn lẩu luôn nè. Quá. Kinoko. Sao bỏ vô kinoko có được không? Rồi bỏ vô. Rồi, bỏ vô. Rồi. Kinoko. Sai rồi. Kinoko. Rồi, oishi. Kinoko. Nước của Sa đâu? Nước của Sa đây. Đây nha. Rồi Sa ăn cái gì của Sa, Sa ăn đi. Rồi Sa ăn cái gì của Sa, Sa ăn đi. Rồi bắt đầu trộn lên nha. Là chiên Việt Nam. Rồi trộn lên. Wow. Chín rất là nhanh nha. Mẹ ơi, mì. Hả? Mì. Mì biết rồi, biết sao không? Sa sẽ ăn hết mấy cái này cho mày với mẹ. Rồi mày bỏ một chỗ qua một mì cho Sa nha. Đó, con cơm nó đỏ. Ăn hết cái này đi. À! Cái gì nữa Sa? Sao vậy? Nóng dữ ta. Nóng dữ ta, nóng lắm đó ta ơi. Nước nó lạnh dữ. Nước nó lạnh dữ, nghe nó cũng chín rồi nè. Sa cái này không gọi là miso. Cái này súp miso là đây là Sa. Đây bộ não nè, bộ não nè. Xong tức ăn bộ não. Nó ăn bộ não này. Bỏ ra nha đỏ. Trong cái đầu nó không có ngon. Trong cái đầu nó không có ngon. Wow, hấp dẫn. Nó ngon rồi ụp người con bà. Rồi, mẹ lùa qua một bên ha. Để bây giờ mày bỏ mì vô cho Sa nha, ok. Ừ. Bỏ mì vô ha. Rồi, cho một miếng mì luôn nha. Đó. Mì luôn. Đó. Rồi, dạ nhỏ lửa này nè. Rồi, bây giờ Sa ăn cái đó đợi nha. Đợi mấy miếng chín nha Sa. Rồi, bây giờ mẹ múc nha. Rồi. Thông thường á, thì là cái trứng á, cái tinh hoàng cá tuyết á, là mình hả nấu á, cũng ăn được nha, hoặc là mình ăn theo dạng sashimi cũng ăn được nha mọi người. Nhưng mà có nhiều người ta không quen á, cho nên là người ta không có ăn theo dạng là sashimi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nhé mọi người ơi. Đây. Mình sẽ ăn cái tinh hoàng cái tuyết trước nha. Nóng, tao nói nó nóng dã man luôn. Sáng gì sao nó cô chú nghe cả sáng gì sao âm này á âm nagito nagito rồi mày để mày trộn cho mình nó tơi ra nó chín mì ha nó chín mì cho Sa nha. Có bông cải đủ thứ luôn. Nó béo, tụi nó béo lên tận não luôn ăn. Ngon. Quan tù xì ra cái gì ra cái này. Thắng người bấm đăng ký nha. Rồi. Mình vớt tới mấy cái hoa nè. Hoa cúc mà nè. Hoa cúc gì mà nè. Bỏ vô đây. Thổi lên. Mấy cái xoài á, nó ngọt nha. Mẹ ơi. Sao? Nước này nó cay cay. Nước cay cay. Nước nó cay khác đúng rồi. Thì sao? Cái gì?
Cho xô nước mắm chắc chắc hả? Tại vì nước đó là hồi nãy mà ba mua đó, rồi mẹ uống đó, cái mẹ thấy hả còn trong cái bình đó, cái mẹ mới đem lên, mẹ mới uống nữa để cho nó hết, chứ để nó phí không, nó đổ hết uổng. Lần đầu ăn thử bông tay tượng mà hái xong á, bông thì rất là nhiều nhưng mà nó già quá, ăn được mấy bông à. Nghe mẹ có thích bông không? Ừ. Sao cái vị nó hơi đắng đắng nhẵn nhẵn nha cái bông này nè. Nè cái bông có ngon. Không biết mình ăn gì đúng chưa ta? Cái bông có ngon. Hả? Cái bông có ngon không? Cái bông ăn cũng được, cũng lạ. Mẹ ơi, ở trong cổ sao nó có cái bông? Sang thử cái bông coi. Cái bông cũng ngon sao? Này ở đây nè, mẹ ăn trứng cá hồi nè. À mẹ ăn cá hồi nha. Cá hồi. Mình ngon. Mì ngon. À. Mì ngon ăn hết nha. Ăn hết cho mẹ. Mọi người ơi, sao tay quần áo cái gì cô biết không? Rồi. Sao tay quần áo cái gì cô biết không? Không, cô biết. Mọi người ơi, sao tay quần áo? Học vỗ nè. Khoe. Chắc bông tay tụ rồi mới ăn đúng nhỉ? À, cái bùng. Mà sao ăn nó hơi bị đắng nha, biết có sai chỗ nào chứ không? Anh không đúng, tôi nói gặp Tào Tháo hay bà nội đúng không? Tại vì bông này bên Việt Nam á, chưa ăn lần nào. Còn hôm nay bông của Nhật á, là hôm nay lần đầu tiên mới làm cái video mua ăn thử nha mọi người. Nói chung là cái bông ngọt nha mọi người, lần đầu tiên vừa mới thấy là bông cúc của nha ăn được nha. Ở Việt Nam á, mình chỉ biết đó là bông cúc á, người ta tươi khô, cái người ta nghe xong có ăn bông. Ừ, xong ăn bông sẽ ăn mì đi. Mẹ ơi, bông nó nhiều. Bông nó nhiều là sao dớt bông ra cho mẹ. Ai bông nè? Đâu bông đâu, có thấy bông đâu. Bông. Rồi để bông ở đây. Bông. Bông. Bông nhiều quá. Sao lấy bông? Mẹ bỏ đây nè. Thôi bỏ đây. Công nhận cái bông cúc ngọt thật ngon ngọt nha mọi người. Ở Việt Nam á, Quỳnh chỉ biết là bông cúc á dùng để nấu là xăm bông cúc nha, mà thơm nha. Cái bông này vừa thơm vừa ngọt, mình ăn kết hợp chung với hải sản mực nè, giòn ngọt, rồi thêm là kinh hoàng cá tuyết nữa, béo nữa. Trời ơi, nấu cái nồi đậu này tao nói nấu nhức mắt nha. Nóng 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 quá, quá. Hết nóng rồi, học nóng rồi. Chào mừng cái gì mày nhỏ nhỏ hơn. Mày đi đâu? Ngon, nói chung là hấp dẫn nha. Bạn nào ở Nhật á, mày tranh thủ vào mùa này mình mua giùm ăn thử mày nha. Tại vì tinh hoàng có tí á, nó chỉ có đúng vào cái mùa thu của Nhật thôi, qua những mùa khác là không có nha. Mày há mày. Trời ơi, nó mở lửa bông. Mày. Mày. Mày đi ra sân. Mày. Cá. Mày không chút tôi ăn mì gì mày. Mày ở đâu? Mày. Nó béo lên tận não luôn á. Mày là mày ở đâu rồi? Mày ở đâu? Nóng quá. Mày sao ăn đi được rồi? Trời ơi. Ăn lên ba.
đúng là tuổi Thủy có khác luôn. Nó nóng. Một hộp mà tính ra chỉ có 300-400 yên thôi thì là khoảng là 60-70 ngàn nha mọi người. Nhưng mà ăn mà coi như nhít đắt nha. Trời đang lạnh. Mà món này nó khỏi nói luôn. Con muốn ăn ốc. Ốc. Ốc hả? Ở đây là chỉ có ốc. Ốc nào? Ốc này hả? Không phải. Cái này là ốc nè. Khai. Khai. Ừ, đây. Con muốn ăn khai. Rồi khai. Đây. Đó. Con này là gọi là con nghêu. Nghêu. Ừ, con nghêu đây 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 này, bỏ vô nè. Con nghêu. Sẽ thích con nghêu. Ừ, sẽ thích con nghêu. Sẽ đi đầu nghêu với mẹ. Đầu nghêu là cái gì? Con đi ra biển đó, nhớ không? Quên rồi. Quên rồi. Không. Quên rồi phải không? Biết không có. Không có sao không nhớ? Nè, nó sao đụng. Có nhớ mà. Sao có nhớ nè. Đó, nó rớt ra ngoài đường nè. Đó, ăn thử biết cho biết. Nghêu bự quá. Con nghêu bự quá. Dù con nghêu con dữ. Đây con nghêu nè. Con nghêu này to quá. Con nghêu là nó cắn khôn không? Con nghêu nó hiền lắm, nó không có cắn. Con nghêu này nó không có ngon. Không ngon hả? Dạ, dạ. Con nghêu bình thường. Ăn con nghêu bình thường thôi. Con nghêu này nó không có ngon. Thích ăn con nghêu nhỏ nhỏ. Thích ăn con nghêu này. Mẹ cái mắt ở đây hả? Hả? Cái mắt. Mắt ở đâu? Cái mắt ở đây hả mẹ ơi? Ừ. Cái mắt ở đây hả? Không phải. Cái mắt ở đâu? Mẹ đâu biết đâu. Ăn đi. Con này là con nghêu. Con nghêu nó có súp không? Hả? Con nghêu nó có súp không? Nó có súp. Nó ở ngoài biển đó, cho nên nó đi có súp. Hỏi con nghêu có súp không? Sao ăn con nghêu đi, rồi bắt đầu nó ra súp cho sao ăn? Dạ. Con nghêu này được một cái là nó không có cát nha, ăn nó súp nha. Mẹ ơi, con nghêu. Rồi, con nghêu nè. Cái này. Đó, đó, con nghêu đó. Ừ, mày luôn. Mẹ ơi, nó có cái bông. Hả? Nó có cái bông. Ừ. Mình thích ăn cái bông mà. Mày chia ra xong đi mày. Được rồi. Món này á, ngoài á người ta là nhúng lẩu ra thì á bông bông cúc này nè, người ta còn lấy cái cánh ra, người ta đem người ta xào. Mày chuẩn bị ăn tụng gỏi cũng được nha. Mày chạy số cứng hả? Dạ, dạ. Mày ơi mày. Mày con út ơi. Mày con ốc ra sẵn để nó nguội bớt. Đúng rồi. Hai mẹ con ăn hết chảo cũng rồi. Ăn con ốc. Hết hả? Còn hấp không? Hết ốc rồi nè. Sao kiếm chỉ còn ốc ốc rồi? Nó có ốc rồi. Con này kêu là con nghêu. Con nghêu. Chứ không phải con ốc. Nghe con nghêu. Lấy con nghêu không có bông gì. Lấy con nghêu không có bông. Lấy con nghêu không có bông. Cái này nó có bông nhiều mà. Nó có bông con nhớ bông ra chứ giờ bông là bỏ vô mẹ ăn mà. Mẹ không có bỏ vô ông bông đi. Rồi mẹ không bỏ bông nữa, hết hết rồi. Nó hết rồi còn đâu nữa bông. Hả? Hồi nãy mẹ bỏ bông bông cải. Sao không có ăn nữa được? Hoa cải nè, hồi nãy mẹ bỏ hoa cải vô nè. Không có ăn nữa được. Rõ ăn nữa được à, ăn ba cái gạo của xa đi. Nugget to chicken. Nugget to nugget to.
đây cậu. Chơi xong chơi sao cặp cô? Không phải cặp cô mà là Ika. Hả? Ika Tama. Ăn thử không? À. À. Ăn thử. Nghe thật quá đâu. Không có cặp cô. Có đâu. Nó đòi ăn bạch tụ. Hôm nay mày không mua cặp cô mà chỉ mua con mực thôi. Con mực ở đâu? Mực cái này nè. Nè. Không phải con mẹ. Không, mẹ múc vô đây cho nó nguội thôi chứ mày chưa ăn. Bây giờ nó nguội nè, bây giờ con sao sao ăn dứt ra chứ để cho nó nồi, để trong cái chảo biết sao, ở dưới sẽ bật lửa nha. Ừ. Cái bắt đầu ở trên nó nóng, hiểu không? Ừ. Cho nên đó là lý do tại sao mẹ phải múc vô cái chén rồi để trong cái chén nó nguội, bắt đầu mới dứt lên từ từ ha. Chứ sao có thấy mẹ bỏ mì với trong này rồi sao muốn từ đây nó ăn nó nóng dữ lắm không? Ừ. Nó nóng rồi sao phỏng cái miệng. Ừ. Thôi cái miệng luôn, cái miệng nó cháy, cái miệng nó cháy. Hôm nay ai chỉ mày cái miệng nó cháy vậy sao? Cháy. Cháy. Ai chỉ vậy? Ai chỉ cái miệng nó cháy nhỉ? Cháy ở nhà. Cháy nhà. Cháy mẹ. Cháy mẹ. Ừ, cháy mẹ. Mẹ cháy. Ừ. Mẹ cháy cho sao cháy. Mẹ hỏi sao nè. Sao có nhớ hồi xưa sao trong bụng mẹ? Mẹ nói gì ngoài sao có nghe không? Mẹ là biển với ba ba nói chuyện á, mẹ sao có nghe không? Không. Không có nghe luôn. Ừ. Vậy mà mấy bữa trước hả Quỳnh coi cái video, thấy có đứa nhỏ nào nó mới có một tuổi hay hai tuổi vậy mà nó vừa biết nói. Nó nói nó nhớ hồi xưa nói nằm trong bụng nó nghe tiếng ba mẹ nói chuyện mà. Rồi ba mẹ nó hỏi ở nhà nó ở trong bụng nó làm gì. À, nó nói mỗi ngày nó trong bụng nó ngậm ngón tay. Trong phần nữa. À, ăn nhanh dữ vậy hả? Cái hải sản á, nó ra nước súp nha mọi người. Nó ra nước ngọt. Bây giờ cái nước súp nó vừa là vừa luôn. Cái nước súp mình mua về sẵn lúc nào cũng mặn hết trơn. Ngọt quá mà. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.